Ê, ông hả? Ông thấy cái phim Cobra mới á, ông thấy sao? À, Gót Chạc á hả? Ờ, tôi cũng đang kể phần này. Phim á thì cũng có nhiều ý kiến này kia, nhưng mà từ lúc mà Day Break xuất hiện thì cũng hơi thú vị rồi đó. Không, ý tôi là ông thấy mấy cái item trong phim á nó như thế nào, chứ ai mà đi hỏi tình tiết phim. Kiểu như ông thấy không, như là Giz nè, mấy cái buckle tháo qua tháo lại gắn vô kết hợp nhau thú vị quá trời. Còn Gót Chạc tôi không biết gì hết. À, mấy cái driver này kia đúng không? Ừ, thì trong Gót Chạc á là kết hợp mấy cái thẻ bài đó gọi là chemistry lại nhau để mà tạo ra cái form mới. Còn mấy cái đó là cái gì, ông tự coi phim đi. Nghe ông nói tôi tò mò quá à. Không mấy ông có cái driver nào không cho tôi thỏa mãn niềm đam mê camera đỡ tôi đi. Không biết ngay mà. Thôi được rồi, đây đây chính là DX Gót Chạc driver. Wow, nhìn cái hộp là thấy đã rồi đó. Ủa mà có cái driver thôi hả? Bên trong có thẻ bài không hay là có cái hộp đựng bài không? In chốt. Sau khi cuộc chiến ước nguyện kết thúc, hành trình của Kamen Rider thứ 5 thời Reiwa sẽ được diễn ra ở một ngôi trường nơi xoay quanh những câu chuyện về giả kim thuật và các nhà giả kim. Giả kim thuật có thể hiểu nôm na là chuyển hóa các kim loại khác nhau thành những kim loại quý hiếm như là vàng hoặc là những chất khác. Trong thế giới của Gót Chạc thì giả kim thuật còn được sử dụng để thanh tẩy, dung hợp, tái tạo cho các kami hoặc là các mangam. Chi tiết về những sinh vật này thì tụi mình sẽ đề cập sau. Để có thể trở thành Kamen Rider Gót Chạc thì đương nhiên là bạn cần phải có Gót Chạc driver rồi. Đối với phiên bản DX Gót Chạc driver thì bạn sẽ sở hữu được chiếc driver của nhân vật chính Hotaro Ichinose cùng với 5 thẻ Rai Kami Card. Ở mặt trước là hình ảnh của Gót Chạc trong form Steam Hopper cùng với lại chiếc driver của Gót Chạc. Đặt lên trên là thông tin về 5 thẻ Kami đi kèm trong bộ sản phẩm, bao gồm Hopper 1, Steamliner, Abare Bushido, Deep Mariner và Odo Ripa. Và đương nhiên là bên trong sẽ không có sách hướng dẫn, nên là tụi mình sẽ phải quét cái mã QR bên hông để lấy. Còn nếu như bạn nào mà lười thì cứ tiếp tục xem video, bởi vì tụi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái driver này. Bên trong hộp thì cũng tương tự như design driver của Git. Bạn sẽ có một chiếc driver, một cặp dây đeo đi kèm với lại chốt cố định, cuối cùng là 5 thẻ bài mà Kami mà tụi mình đã đề cập lúc nãy. Để có thể sử dụng thì trước tiên là mình cần phải gắn pin. Ở mặt sau driver thì có một cái chốt nhỏ, tụi mình chỉ cần ấn vào và trượt xuống là được. Sau đó gắn pin vào và đậy nắp lại thôi. Tiếp theo là gắn dây đeo. Ở trên mỗi dây sẽ có ký tự là L hoặc R tương ứng với lại bên tay trái hoặc là bên tay phải của driver. Bạn chỉ cần chọn đúng dây, đưa vào đúng bên, giữ hai cái chốt lại và thả ra là được. Gót Chạc thì cũng là một trong những rider sử dụng thẻ bài giống như là DK hay là Ryuki, nhưng khác ở chỗ là xài một lúc tới 2 thẻ bài lận. Và trong thế giới của Gót Chạc thì các thẻ bài này chính là các Kami được phong ấn bên trong. Kami chính là những sinh vật được tạo ra từ giả kim thuật và mang hình dáng giống như là các loài vật hay là vật thể ở thế giới loài người. Và tùy vào cách mà chúng được tiếp xúc mà các Kami này có thể sẽ trở thành bạn đồng hành hoặc là quái vật được gọi là các mangam. Theo như trên phim thì có tổng cộng tới 101 Kami được chia ra là 10 loại. Còn 10 loại đó là gì thì các bạn cứ xem phim là biết nha. Còn bây giờ thì bắt tay vào review chi tiết thôi. Đối với lại các thẻ bài Rai Kami Trading Card thì cũng được chia ra làm nhiều độ hiếm khác nhau để cho người chơi sưu tầm. Độ hiếm càng cao thì thẻ bài sẽ càng chi tiết và sắc sảo. Ngoài ra là sẽ có thêm hiệu ứng. Ví dụ như cái lá Hopper 1 ở đây, mặt trước là artwork và tên của Hopper 1. Ngoài ra còn có thêm hệ của Hopper 1 ở bên tay trái nữa, như ở đây là hệ côn trùng. Bên dưới chính là mức năng lượng và độ hiếm. Vì đây là thẻ bài đi kèm set của driver nên là sẽ có độ hiếm là SR, có nghĩa là super rare. Tính ra thì đây cũng là một cái độ hiếm rất là cao rồi đó. Nếu nhìn gần thì bạn sẽ thấy là cái background đằng sau có một cái hiệu ứng holo rất là đẹp mắt. Ngoài ra thì hình ảnh của Hopper nhìn cứ tưởng là in nổi, nhưng mà do là có các đường nét tinh tế nên là Hopper như là đang nhảy ra ngoài vậy đó. Driver của Gót Chạc thì được thiết kế như là một cái màn hình to với lại cái phần nhựa clear ở đằng trước, nhìn giống như là một cái tấm kính. Bên trong tấm kính đó thì Bandai cũng đã tận dụng để khắc các chi tiết, hoa văn để khi mà cái đèn LED nó chiếu qua thì nhìn không khác gì là một cái màn hình luôn. Một ý tưởng rất là hay. Và khi tụi mình kéo hai cái cần hai bên ra thì cái tấm kính bên trong nó sẽ đóng lại tạo thành cái giáp mặt của Gót Chạc. Và cái hình dạng này nó cũng sẽ thay đổi tùy vào hai lá bài mà bạn kết hợp. Để kích hoạt được driver thì chỉ cần bật cái công tắc ở đằng sau. Và sau khi kích hoạt thì sẽ có một cái hiệu ứng LED đi kèm âm thanh như sau.
Và để có thể hand scene thì bạn chỉ cần chọn ra hai thẻ bài có thể kết hợp với nhau là được. Cách chọn như thế nào thì tụi mình sẽ đề cập sau nha. Sau khi chọn xong thì hand scene thôi. Đầu tiên là trên driver, nó sẽ có hai cái khe để mà chúng ta nhét cái thẻ bài vô. Theo như tụi mình thấy thì cái thẻ nào để bên nào cũng được hết, không hề bị ảnh hưởng. Đối với lại cái form Steam Hopper thì sẽ cần có hai thẻ Kami là Hopper 1 và Steam Liner. Đầu tiên là chúng ta xoay thẻ bài lại và nhét vào một bên. Khi nhét vào thì sẽ có một cái hiệu âm thanh cùng cái hiệu LED tương ứng với lại cái Kami đó. Tiếp theo là mình làm tương tự với lại Steam Liner. Cuối cùng là gạt hai cái cần hai bên ra là xong. Điểm ấn tượng ở đây như mình đã nói chính là cái hiệu ứng LED được tận dụng tối đa các lớp kính để mà phản lại cái ánh sáng, nhìn không khác gì là một cái màn hình luôn. Và vì cái mặt lưng của hai thẻ bài trên nên là khi hand scene chúng sẽ hợp lại với nhau và tạo thành cái khuôn mặt hoàn chỉnh của Steam Hopper ở giữa rất là tinh tế. Sau khi hand scene xong thì bạn có thể thực hiện đoàn kết liễu bằng cách gạt cái cần ra và đóng lại lần nữa là được. Một lưu ý cho các bạn là nếu như mình có kết hợp những cái thẻ bài khác nhau đi nữa thì cái âm thanh của cái đoạn cách liệu nó sẽ tương tự nhau. Và khi muốn lấy cái thẻ bài ra thì mình chỉ cần đẩy mạnh hai cái cần hai bên vào thì lúc này các thẻ Kami sẽ tự động bật ra. Tới đây thì các bạn sẽ thắc mắc, có tới 101 cái thẻ Kami thì làm sao mà biết là hai cái thẻ nào có thể kết hợp lại được với nhau? Cách đơn giản nhất chính là nhìn cái mặt sau của thẻ bài. Ví dụ như hai lá Hopper 1 và Steam Liner có cùng cái thiết kế mặt lưng nên là có thể kết hợp với nhau được. Cách thứ hai là mình nhìn phía dưới của thẻ bài để xác định nhóm có thể kết hợp. Ví dụ như là cái lá Camantis thì cần kết hợp với lại một lá hệ Chop. Tiếp theo là cái mức năng lượng cộng lại là phải bằng 10. Camantis thì đã có mức năng lượng là 9 rồi nên chỉ cần có thêm một lá có mức năng lượng 1 nữa là đủ. Từ hai điều kiện trên thì chúng ta có một thẻ Kami có thể đáp ứng được, đó chính là Odoripa. Và khi kết hợp cả hai thẻ bài này lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái hiệu âm thanh và LED cho form Odorimantis. Còn nếu như mà tụi mình kết hợp hai thẻ bài mà không có đáp ứng được một trong hai điều kiện trên thì sao? Thì khi mà bạn để cái thẻ bài vào driver thì driver vẫn sẽ nhận, nhưng mà tới cái lúc hand scene thì sẽ không có cái âm thanh hand scene cho cái form đó. Ngoài ra thì cái hình giáp mặt của Gotcha cũng sẽ bị méo đi. Một lưu ý tiếp theo là nếu như mà tụi mình để cái thẻ bài vào driver nhưng mà xoay cái mặt lưng lên trước thì sao? Thì cái driver nó sẽ báo lỗi đi kèm cái âm thanh. Để có thể bảo quản được các thẻ Kami thì bạn nên sắm cho mình một cái holder chuyên dụng. Ví dụ như ở đây tụi mình có cái arm card holder, vừa có thể đeo lên tay, vừa có thể tận dụng để đựng các thẻ Kami khác. Bên trong set sẽ bao gồm một cái arm holder, một dây đeo và 4 thẻ Kami bao gồm Camantis, Violet, Dokiri Margin và Burning Narrow. Về phần dây đeo thì chỉ cần luồn qua cái khe bên dưới và cài chốt lại là được. Còn arm card holder thì bên hông có một cái nút, khi ấn vào thì nó sẽ tự động bật ra. Và bây giờ thì bạn có thể để các thẻ Kami vào. Bên trong sẽ có hai cái chốt cố định và một cái chốt lò xo để giữ các thẻ bài lại. Khi mà để các thẻ bài vào bên trong thì bạn chỉ cần ấn và giữ nhẹ cái chốt ở giữa là được. Còn khi lấy thẻ ra thì mình làm tương tự thôi. Nhìn chung thì bên trong set này có tới 4 thẻ Kami, nhưng chỉ có một thẻ của Camantis là có thể kết hợp được với Odoripa. Ba lá còn lại thì bạn sẽ phải tìm và kết hợp với những cái bát bài trading card riêng biệt hoặc là các bộ action Kami. Thông tin về những dòng sản phẩm này thì NSHOP sẽ mang đến cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ với các thẻ Kami còn lại, tụi mình có thể gắn vào driver để xem hiệu ứng âm thanh và LED thay đổi như thế nào nha.
chu choa. Mặc dù là chỉ kết hợp với cái thẻ bài lại với nhau thôi á, mà mỗi lần kết hợp là một hiệu ứng khác nhau. Chưa kể là có tới 101 thẻ kemi mà chia ra làm nhiều đồ hiếm khác nhau nữa. Quá trời đã để đồng sưu tập luôn. Công nhận cái Kamen Rider này á thú vị thiệt. Mà ngoài cái driver với lại cái càng holder này ra còn gì khác nữa không? Còn có cấp chạc tornado nè, rồi Kami smartphone, rồi có luôn cả cái đồ biến hình của anh cờ lê nữa, tha hồ chống mua luôn. Đã vậy ê, vậy giờ mình đi hốt liền đi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Các bạn cảm thấy như thế nào về driver biến hình của God Jack? Nhớ comment bên dưới trên Nshop biết nha. Và đừng quên like, share và subscribe cho channel của Nshop để không bỏ lỡ những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì tạm biệt.